Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Photoshop. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng sản phẩm máy xay đến từ nhà Bosch có tên là máy xay MCM4100. Thì đây là một cái máy xay đa năng tích hợp rất là nhiều chức năng, ví dụ như là xay giò sống, xay sinh tố trái cây hoặc là nạo rau củ. Nói chung là rất là nhiều chức năng tích hợp vào trong một cái chiếc máy nhỏ gọn thế này. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn và nói lên công dụng của từng cái bộ phận một để cho mọi người có thể hình dung rõ hơn về máy này nhé. Trước hết là chúng ta sẽ có hai cái cối xay to. Thì đây thứ nhất là cái cối xay này, mình có thể xay giò chả sống này, rồi là mình đánh kem trộn bột, rồi mình nạo trái cây rau củ đều có thể sử dụng vào trong cái cối này. Thứ hai đấy chính là cái cối xay sinh tố, đó, xay trái cây. Rồi thứ ba là mình có một cái bộ phận nữa, đấy chính là bộ phận bắt cam, tích hợp cả cái máy bắt cam vào trong đây luôn. Rồi thì đầu tiên em sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái cối xay này nhé. Mình sẽ lắp vào đúng mối của nó và nó sẽ kêu tạch một phát là coi như máy xay này sử dụng được rồi. Có một điểm em rất là thích ở máy xay Box này chính là những cái lưỡi dao và những cái bộ phận nhỏ con nó sẽ được để vào trong cái hộp ở phần dưới chân của máy. Mọi người chỉ cần ấn vào đây, nó có một cái lẫy, lấy một trắng ở dưới này này, mọi người chỉ cần ấn vào đây và kéo nó ra là được, rất là nhẹ nhàng. Đó. Đó, mọi người có thấy không? Tất cả những cái bộ phận nhỏ đều được tích hợp ở trong đây và được sắp xếp rất là khoa học. Thế cho nên là khi chúng ta sử dụng xong, chúng ta rửa và mình chúng ta có thể cất lại vào mà không sợ bị thất lạc những cái đồ nhỏ nhỏ con như thế này. Thì đầu tiên đấy chính là em giới thiệu chức năng đánh kem cho mọi người. Đấy. Thì chúng ta đánh kem thì ở đây chúng ta sẽ có một cái gọi là trục xoay. Cái trục này thì nó sẽ có thể tháo rời ra như thế này. Đầu tiên đánh kem thì chúng ta đẩy cái trục vào đây và chúng ta đó để ngửa cái phần đế này lên, sau đó lắp vào trong này. Rồi ok. Nắp xong rồi thì chúng ta sẽ đậy cái nắp của nó lên. Thì ở đây nó có một cái chốt, nó thẳng với cái tay cầm mọi người nhé. Đấy, mọi người nghe tiếng tạch một phát không? Thì coi như là điện mọi người có thể vào mà máy mình có thể hoạt động được. Rất là an toàn ở chỗ này, ví dụ nhà có trẻ nhỏ mình sợ ấy. Thì đây, mình phải có đúng cắm đúng một cái chốt của nó thì mới có thể hoạt động. Và công suất của máy này là 800W nên là hoạt động rất là mạnh mẽ. Mọi người có thể hai mức điều chỉnh, thứ nhất là mức điều chỉnh thứ nhất này, xong đến mức điều chỉnh thứ hai, đó, nó sẽ tăng dần lên. Rồi xong tiếp đến cái công dụng đầu tiên để chính là đánh kem, thì em sẽ hướng dẫn mọi người công dụng thứ hai đấy chính là nhào bột. Tháo ra rất là dễ dàng. Thì nhào bột chúng ta cần có một cái cối và đây chính là cái lưỡi nhào bột này. Rồi mọi người bỏ ra lắp vào. Rồi, đó. Khi mà nó xuống dưới tận cùng như thế này, nó kêu cạch một phát là được mọi người nhé. Tương tự mình lắp vào. Rồi. Cái này mình có thể nhào bột này, đánh trứng này. Nói chung là cái chức năng mà đánh kem với nhào bột thì nó thay thế hoàn toàn giống như cái máy trộn bột mà mình hay dùng. Mình hay thấy ở trong những cái tiệm bánh người ta làm ý. Đấy, nó thay thế hoàn toàn mà nó tích hợp chỉ trong một cái máy này thôi. Rất là tiết kiệm mọi người nhá. Rồi, tiếp đến một cái chức năng rất là nổi tiếng của máy xay nhà Bosch. Đó chính là chức năng làm giò sống. Rất là nhiều người hỏi về cái máy làm giò sống của em, luôn giới thiệu máy từ nhà Bosch. Mọi người có thể thấy cái phần lưỡi kim loại này cực kỳ là sắc luôn, mà mọi người có thể yên tâm là nhựa hoặc là chất liệu nhựa, chất liệu kim loại của nhà Bosch thì cực kỳ an toàn và bền. Đó, khi mà mọi người lắp thì tương tự đấy, khi cầm ra thì mọi người để ý nhé, không sợ là cái lưỡi này nó sẽ cứa vào tay mình, nó gây ra rứt tay ấy, nên hết sức chú ý cái lưỡi dao sắc này. Đó, lắp đến khi nó xuống dưới đáy rồi tương tự mình lắp vào đây, đậy nắp lại. Đó, xay giò sống thì mình điều chỉnh công suất được và mình có thể quan sát được cái quá trình mà cái máy nó hoạt động, mình có thể điều chỉnh được cái độ mịn của giò nặng. Đó, đây, hai mức. Và có một cái điều đặc biệt nữa em rất là thích,
của cái máy này đó chính là mình có một cái cốc. Cái cốc này thì nó sẽ có hai chức năng mọi người nhé. Thứ nhất là nó có thể nó có các cái mức dung tích như này để mình có thể đong sữa hoặc là bột mình làm bánh làm sao cho nó đúng tỷ lệ. Cái thứ hai là trong cái quá trình xay thì cái lưỡi dao khi mà mình không thể nào mà mình cho tay mình vào đây được rất là nguy hiểm, để mình đẩy hết những cái thịt hoặc là những cái rau củ xuống ấy để là nó thái hết, nó xay hết thì mình có thể dùng cái này mình đẩy xuống đó. Chứ tuyệt đối mọi người không được cho tay vào đây, rất là nguy hiểm nhá. Đấy chính là chức năng của cái cốc này. Xong đến cái chức năng thái giò sống xong rồi, xay giò sống xong rồi thì đến một cái chức năng mà mọi người cực kỳ yêu thích trong cái máy này, nó chính là chức năng cái máy này nó có thể thay thế được mọi cái nạo luôn. Đấy nhá, mọi người thấy ở trong phần này nó có bốn cái lưỡi dao tương ứng với bốn cái hình thù để mà mọi người nạo ra. Ví dụ như là đây là mình thái kiểu là thái phô mai hoặc khoai tây để chiên, hoặc là cái nạo con như này để thái con chì này, hoặc những cái nạo tròn tròn này có thể thái cà chua này, thái dưa leo, rất là thích. Thì bây giờ em sẽ sử dụng thử cái này nhá, em sẽ lắp thử cái này mọi người biết này. Vì tương tự như cái này nó có cái khuôn giống nhau nên cái cách lắp nó cũng y hệt nhau, tùy theo mọi người muốn thái loại rau củ nào và thái hình hài như thế nào. Thì cái đế để thái rau củ là nó là cái đế nhựa này. Khi mà mọi người lắp, mọi người để ý nhá, cái chiều vuông thì mọi người cho vào phía trong, phía cái hướng của cái cối xay, và cái chiều chiều hình vòng cung thì cho ra ngoài. Thì khi mọi người lắp, mọi người để cái nấc này này cho xuống dưới, nó khớp vào cái trong và mọi người ấn này. Đó, nghe tiếng cách một phát là ok xong rồi. Đối với cái chức năng nạo này thì mọi người chú ý tháo cái trục xoay ra để còn như thế này nhé mọi người nhé. Mình lắp xuống đây. Rồi, mình cho cái nạo xuống. Thế, cái này là ok rồi nhé mọi người nhé. Lại lắp vào. Rồi, ok. Thì khi mà mình bật mình kích hoạt cái công tắc của nó lên là cái máy này, cái lưỡi này này, cái trục xoay nó sẽ làm cho cái lưỡi dưới nó xoay để nó thái rau củ. Thì mình chỉ cần cho rau củ vào đây, ví dụ cho cà rốt vào đây là nó sẽ nạo theo cái chiều quay kim hướng hồi ấy. Thì đấy, khi mà mọi người sử dụng đến gần cuối rồi thì mọi người có thể dùng cái cốc này, mọi người đẩy cà rốt xuống là nó sẽ thái hết và sẽ đựng ở dưới này. Đó, đấy chính là cái chức năng nạo. Dùng rất là thích mọi người ạ. Rồi ok, xong cái chức năng nạo này rồi. Đấy nhá, khi mà tháo ấy, mọi người nhớ chú ý nhá, cái phần rìa ngoài này mọi người ấn nó vào phía trong, ấn vào phía trong của cái trụ này nhá, và đẩy nó lên là được. Đó, nhẹ nhàng bỏ ra. Mấy cái này nó là lưỡi nạo nó rất là sắc nên là mọi người chú ý không là đứt tay đấy. Rồi tiếp đến là cái chức năng em rất là thích, đó chính là chức năng vắt cam. Đấy, cái này nó thay thế rất là nhiều cái loại máy trong căn bếp của mình luôn, nhỏ gọn tiện lợi mà lại còn tiết kiệm. Đây, mọi người nhớ nhá, luôn luôn cái trục cái mấu của nó ấy, luôn luôn phải khớp với cái tay cầm thì nó mới vào điện. Đấy, xong mình cho cam vào đây, mình bật công tắc là nó vắt thôi. Đấy, rất là tiện lợi. Rồi thì coi như là em đã giới thiệu xong về cái cối mà để xay thịt, rồi trái cây, rau củ, kem, rồi làm bánh các thứ xong. Tiếp đến cái thứ hai là mình có cái cối xay sinh tố trái cây. Dùng thích lắm mọi người ạ. Cái này thì cũng vẫn phải có cái khớp nối của nó thì mới vào điện được nhá. Cái tay cầm này mọi người, nó luôn luôn phải khớp với cái tay cầm này thì mới vào điện. Mọi người thấy cái khớp này, mọi người chú ý ở dưới nó có một cái khớp bằng nhựa nhá, để mình cho vào trong cái khớp này nó để kích hoạt cái điện của nó lên ấy, cái điện mấy cối xay lên này. Đấy, cái khẩu một cái là xong. Thì cái này mình có thể sử dụng để xay sinh tố trái cây để uống hàng ngày chẳng hạn. Đó, thì em đã giới thiệu hết cho mọi người về cái chức năng của từng bộ phận trong cái máy xay box MSM4100. Thì cái máy này là một cái máy đa năng mà mọi người sử dụng được và trong rất là nhiều việc. Nó tích hợp, coi như là tích hợp đến mấy cái máy ở trong gia đình mình rồi, và nó rất là tiết kiệm. Thay vì mà mọi người một lần sử dụng
mọi người đánh kem làm bánh chẳng hạn thì mình phải sử dụng máy trộn bột này, rồi là máy đánh kem các thứ, rồi là phới lồng, thì bây giờ nó tích hợp hết vào trong cái máy này rồi. Mọi người chỉ sử dụng lần xong rồi mọi người rửa đi, rất là tiện lợi. Cái thứ hai là nó tiết kiệm tiền cho mình không phải mua cái máy xay thịt riêng, không phải mua cái máy xay sinh tố riêng nữa. Đó. Và cái nữa đó chính là sản phẩm của nhà Bosch thì từ trước đến giờ rất là nổi tiếng về thứ nhất là cái độ bền, thứ hai là cái chất lượng của sản phẩm. Thế cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Và sản phẩm này thì là em mua trực tiếp từ Đức về, có bảo hành 6 tháng cho mọi người. Thế cho nên là ví dụ mọi người có muốn tư vấn thêm chẳng hạn, hoặc là mọi người có muốn mua hàng thì hãy liên hệ với bên em qua các cái kênh, ví dụ như website voto.vn này, rồi là trang page shop Voto này, rồi là Facebook Trương Trà này, rồi là hotline 037 899 4775. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho mọi người tư vấn, rồi hỗ trợ mua hàng, đặt hàng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và